chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 2019. Nhà thiếu nhi các quận 1, 3, 4, 7 và Thủ Đức đã phối hợp tổ chức chương trình đồng diễn trống kèn vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 1 2019 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự tham gia của hơn 169 em đội viên thiếu nhi. Chương trình đồng diễn đã mang đến một không khí vui tươi sôi nổi, thu hút sự quan tâm và theo dõi của đông đảo các em thanh thiếu nhi, người dân, du khách. Các em đội viên đã sử dụng nhạc cụ là kèn và trống đội để thể hiện nhiều tác phẩm ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước, về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu. Bên cạnh các ca khúc đoàn đội, âm hưởng hào hùng của các ca khúc cách mạng cũng được vang lên trong các tiết mục biểu diễn, làm khán giả sống lại những năm tháng không quên của lịch sử đấu tranh của dân tộc ta.